Hello, xin chào anh chị. Thị trường của chúng ta ngày hôm nay, phiên giao dịch cuối tuần là một phiên phục hồi thứ ba sau khi thị trường có dấu hiệu tạo đáy ngắn hạn ở đây. Thì với cái việc mà thị trường của chúng ta đóng cửa tăng một điểm, trong khi trong phiên thì thị trường của chúng ta có lúc là tăng hơn 10 điểm lên đến cái vùng 1.163, thì nó là một cái chuyện rất là bình thường. Khi mà ngày hôm nay anh chị có thấy bản chất là thị trường của ta giao dịch với một cái thanh khoản rất thấp. Tức là ở cái vùng này, đúng không? Cung nó cũng ít đi và gì ạ, cầu nó vẫn chưa dám vào nhiều. Mà thị trường lại mở gap tăng sáng nay thì cái việc bị bán chốt lời là cái chuyện rất là bình thường. Kèm theo đó là những cái phiên tạo đáy của thị trường, đó là phiên 27 tháng 9 này cũng có khá là nhiều nhà đầu tư mua vào. Thì thời điểm hiện tại đến chiều hôm nay họ có cái hành động đó là chốt ra thì là chuyện rất là bình thường. Đấy, nên là anh chị có thể thấy là buổi chiều nay thị trường của chúng ta cái thanh khoản nó tăng hơn hẳn. Đúng không ạ? Buổi sáng thanh khoản rất nhỏ. Em nhớ là đến kết phiên đến khoảng tầm 11 giờ thì thị trường của chúng ta nó đâu đó nó chỉ có khoảng tầm 7 đến 8 nghìn tỷ giao dịch thôi. Và phiên buổi chiều thì khi mà các quỹ họ chốt nạp, kèm theo đó là những nhà đầu tư họ chốt tay cộng về thì thanh khoản của thị trường nó được tăng lên đáng kể. Đúng không ạ? Và kết phiên thì thị trường của ta nó chỉ có giao dịch khoảng tầm 13.900 tỷ trong cái phiên ngày hôm nay thôi. Vậy với cái việc mà thị trường của chúng ta nó đã có 3 phiên hồi phục, kèm theo đó là cái thanh khoản nó thấp đi rồi, cũng như là những cái tín hiệu mà bắt đáy ở cái khoảng thời điểm này, thời điểm ngày 27 tháng 9 nó cho kết quả cũng khá là tốt trong phiên ngày hôm nay, thì liệu thị trường của chúng ta nó tạo đáy như này nó đã mỹ mãn hay chưa, đúng không? Và liệu chúng ta đã mua được chưa? Cũng như là những anh chị nào chúng ta đang kẹt hàng thì chúng ta có nên chờ tiếp không hay là chúng ta bán ra? Thì tất cả sẽ có trong video của em ngày hôm nay anh chị nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhìn qua về thị trường khi mà thị trường ngày hôm nay là một phiên đóng cửa, đúng không? Đóng cửa tăng 1,72 điểm, nó khiến cho cái nến tuần nó cũng đã có một cái sự rút chân khá là dài. Nếu chúng ta kẻ một cái trendline như này, thì anh chị có thể thấy được rằng là thị trường của chúng ta nó chưa mất gì ạ, mất cái kênh song song ở trong cái nến tuần anh chị nhá. Đấy, nến tuần chưa mất kênh song song và hiện tại nó đang có cái nỗ lực hồi phục sau khi mà nến tuần đã gì ạ, đã giảm 3 tuần rồi. Thì anh chị đầu tư cùng em lâu thì cũng biết rồi, chúng ta có một cái quy tắc, đó là quy tắc 3 phiên. Một cổ phiếu hay là một thị trường khi mà giảm 3 phiên đến 4 phiên liên tiếp thì thường nó sẽ có cái sự phục hồi. Đấy, và đặc điểm nó đến rất là rõ ở những cái dòng như là chứng khoán, đúng không ạ? Khi mà cổ phiếu SSI nó cũng rơi 3 phiên, sau đó nó có cái sự phục hồi lên, cũng như là mạnh mẽ hơn thì chúng ta có FTS cũng rơi 3 phiên, sau đó nó có một cái phiên cân bằng ở đáy và phục hồi lên. Thì thị trường của chúng ta ở nến tuần cũng đã gì ạ, có 3 tuần điều chỉnh rồi. Đấy, có 3 điều tuần điều chỉnh rồi. Đây là một trong những cái lý do mà em có thể chắc chắn đưa ra cho anh chị là thị trường của chúng ta trong tuần này nó có cái sự hồi phục, và em đã báo anh chị nào chúng ta đánh T cộng thì có thể mua những cái mã cổ phiếu dạng như SSI. Đấy, ở những cái phiên như là cái phiên ngày 26 tháng 9 và 27 tháng 9 thì buổi chiều hôm nay thì em cũng đã khuyến nghị anh chị là chúng ta chốt 50% với cổ phiếu SSI đâu đó ở cái vùng giá là 32.5. Đấy, cái giá trung bình mua là 30.5. Đấy thì cũng được hai giá, hoặc là cái mã cổ phiếu như là VIX thì cổ phiếu này nó hơi yếu hơn một chút khi mà nó vẫn đang đi ngang tích lũy. Đấy, vẫn vẫn đang đi ngang tích lũy và cũng mua ở những cái phiên này. Đấy, cũng mua ở những cái phiên này thì anh chị vừa thấy được rằng ngoài hai cổ phiếu này ra, đúng không ạ, SSI và VIX ra thì FTS và BSI thì nó lại thể hiện rất tốt ở trong nhóm ngành chứng khoán khi nó đã có gì ạ, nó đã có 3 phiên hồi phục rồi. Đấy, nó cũng đã có 3 phiên hồi phục rồi, nó rất là khỏe, thì nó cho thấy được rằng là thị trường của chúng ta, đúng không ạ, nó đã gì ạ, nó đã gần như là nó tạo đáy ở cái vùng này rồi. Đấy, một cái đáy ngắn hạn ở vùng này rồi. Đấy, thì khi mà gì ạ, thị trường của chúng ta tạo đáy và bắt đầu có những cái phiên hồi phục như là phiên hồi phục hôm nay là phiên thứ ba, thì chúng ta sẽ chờ đợi cái điều gì và target cái điều gì ở trong những cái phiên sắp tới, thì gì ạ, chúng ta sẽ target và chờ đợi những cái phiên bùng nổ theo đà, đúng không? Những cái phiên bùng nổ theo đà thì nó cũng giống như là gì ạ, khi mà thị trường của ta nó đã rất là kiệt sức rồi, đúng không? Rất là kiệt sức và hầu như là không có ai giao dịch rồi, kèm theo đó là gì ạ, cái việc mà thị trường hồi phục nó liên tục, nó tạo đáy sau này cao hơn đáy trước này, anh chị thấy không ạ? Những cái cây nến này đấy, những cái cây nến này nó là những cái cây nến hồi phục này. Đấy thì nó sẽ cần một cái cây nến nó bứt hẳn lên, đúng không ạ? Nó bứt hẳn lên và thanh khoản nó cao hơn những cái cây nến ở vùng đáy này. Đấy, và thường những cái cây nến hồi phục mà chúng ta thường gọi là bùng nổ theo đà ấy thì nó phải có gì ạ, thì nó lại phải là đến từ những cái phiên như là cái phiên hồi phục thứ tư cho đến phiên hồi phục thứ bảy của một cái nhịp hồi phục anh chị nhá. Sau khi tạo đáy có nó sẽ xuất hiện
những cái gì ạ, sau khi tạo đáy thành công nó sẽ xuất hiện những cái phiên bùng nổ theo đà từ cái phiên hồi phục thứ tư cho đến phiên hồi phục thứ bảy, và đến càng sớm thì gì ạ, cái sự xác nhận đáy và xác nhận một cái xu hướng mới nó càng chắc chắn. Còn khi mà nó đến từ ngày gì ạ, ngày thứ 8 đến ngày thứ 11 thì cái xu hướng đấy không, chưa chắc là nó đã khỏe anh nhá, nó chưa chắc là nó đã khỏe đấy. Thế nên là với cái gì ạ, với cái việc mà thị trường của chúng ta có 3 phiên hồi phục như này thì gì ạ, em cũng đã có những cái đánh giá nó lạc quan hơn về thị trường ở thời điểm hiện tại, là thị trường đã muốn tạo đáy ở cái vùng này rồi đấy. Thứ nhất gì ạ, nhắc lại cho anh chị, thứ nhất là cái thanh khoản nó cũng đã cạn kiệt đi rất nhiều, và anh chị cũng có thể là xem những cái ví dụ ở những cái vùng đáy trước là thanh khoản rất thấp, đúng không ạ? Thanh khoản những cái vùng này anh chị có thấy là cực kỳ thấp khi mà thị trường tạo đáy đấy. Hoặc là ở những cái vùng bên dưới này này, đúng không ạ? Khi mà thị trường nó có cái dấu hiệu cân bằng tạo đáy thì cái thanh khoản của nó cũng rất là thấp, rất là thấp. Ở đây cũng vậy, đúng không ạ? Đây, ở đây là cho rõ ràng nhất này. Đấy, ở đây này là thanh khoản cực kỳ thấp đấy, thấp hơn so với trung bình rất là nhiều. Và kể cả anh chị tìm những cái diện, những cái giai đoạn trước thôi, đúng không ạ? Khi mà thị trường đang trên một cái xu hướng tăng thì những cái lúc mà nó tạo đáy, cái thanh khoản của nó cũng rất là thấp. Đấy, cái thanh khoản của nó cũng rất là thấp anh chị nhá, nó không phải là cao, đúng không ạ? Nó không phải là cao. Nếu vùng đáy mà thanh khoản nó vẫn cao như này thì có khi nó lại còn rơi tiếp. Nó giống như cái giai đoạn này. Đây, anh chị nhá, nó giống như cái giai đoạn này khi mà thị trường của chúng ta đang trong một cái đà rơi rất lớn và cái vùng tạo đáy của nó, đúng không ạ? Hồi phục lên với thanh khoản rất cao. Đấy, nhưng mà sau nó lại tiếp tục nó rơi tiếp sau khi mà nó hình thành một cái xu hướng ngắn hạn ở đây. Đấy, những cái vùng tạo đáy đa số anh chị nhá, đa số nó là những cái vùng thanh khoản rất thấp. Bởi vì ở đấy, tại sao người ta lại gọi là đáy, đúng không? Bởi vì những cái chỗ đấy là nhà đầu tư họ hoảng loạn hết rồi, họ không dám mua ở đấy, đúng không? Nhà chỉ ở đấy chỉ có hoạt động nhiều nhất là nhà đầu tư tổ chức anh chị nhá. Hoạt động nhiều nhất là nhà đầu tư tổ chức và một vài nhà đầu tư cá nhân thì thanh khoản nó mới thấp như này, đúng không? Thanh khoản nó thấp như này tức là nó cho thấy được rằng là sáng nay thị trường kéo lên khoảng độ tầm chục điểm thì cái thanh khoản bán nó cũng không quá nhiều, đúng không ạ? Và khi mà thị trường hôm nay nó đạp xuống những cái vùng thấp nhất trong ngày hôm nay là cái vùng 1149, nó cũng không xảy ra lực bán quá nhiều. Đấy, thì tức là nó diễn ra một cái sự gì ạ? Một cái sự chán nản, không buồn giao dịch. Đấy, thì chính những cái vùng này này thường nó sẽ là những cái vùng đáy anh chị nhá. Đấy, thứ hai là gì ạ? Cái yếu tố tin tức về tỷ giá này, về hút tín phiếu này, đúng không ạ? Về DXY này thì nó cũng gì ạ, nó cũng đã phản ánh hết trong cái đợt giảm vừa rồi. Khi mà kể cả bây giờ ngân hàng nhà nước có hút thêm bill, đúng không ạ? Hút thêm bill tức là hút thêm tín phiếu ấy thì thị trường của chúng ta nó vẫn tăng. Đây, ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta hình như là hút 3.800 tỷ. 3.800 tỷ. Đâu nhỉ? Cái anh chị đợi em một chút để em mở cái đấy cho anh chị xem. Đây, ngày hôm nay thì hút T-bill, hút tín phiếu chỉ 3.800 tỷ. Và có 4 ngân hàng trúng thầu thôi. Đúng không ạ? Và cái lãi suất thị trường liên ngân hàng một tháng thì nó tăng lên khoảng 1,14% rồi. Đấy, tức là ở ngân hàng nhà nước thì họ cũng đã đang dần đạt được cái mục đích của họ, đó là gián tiếp can thiệp về cái tỷ giá cho nó đỡ âm sâu so với USD. Việt Nam đồng nó đỡ âm sâu so với USD cũng như là cái lãi suất thị trường liên ngân hàng nó tăng lên, đúng không ạ? Để các ngân hàng gì ạ, họ chịu khó đấu thầu hơn để họ đỡ dùng tiền đấy, họ đi làm những cái ví dụ như là đầu cơ tỷ giá gì đấy, nhưng mà những cái đấy nó không nhiều. Quan trọng là nhà nước muốn gì ạ, muốn hút thanh khoản về. Thực ra cái việc hút thanh khoản về như này để mà trực tiếp mà can thiệp được vào tỷ giá thì sẽ cần hút rất nhiều tiền đấy chị nhá. Đấy, nó không phải là một cái target của ngân hàng nhà nước Việt Nam đâu, đúng không ạ? Nên là mọi người đừng có sợ những cái tin tức như này anh chị nhá. Đấy, thì kể cả những cái tin tức về hút bill hay là gì hay là DXY thì nó cũng gì ạ, thị trường của ta nó vẫn đang trong một cái đà hồi phục, đúng không ạ? Và đã hồi phục thứ 3 phiên rồi, đấy là cái tín hiệu thứ hai, đúng không ạ? Cái tín hiệu thứ ba đó là gì ạ? Đó là VN Index của chúng ta thì nó đã có những cái cây nến test rất là tốt khi mà nó test vùng 1130 này, 1140 này, đúng không ạ? Đấy, nó test thành công thì anh chị nhìn rõ hơn là vùng nến 1 giờ nhé. Đây, chị nhìn rõ hơn là ở vùng nến 1 giờ. Đấy, thị trường của chúng ta nhá, sau những cái nhịp rơi nhá và những cái nhịp mở gap rất là kiệt sức rồi nhá, thì thị trường của ta có những cái phiên hồi phục. Đấy, hồi phục nhúng về test và test liên tục tạo ra gì ạ? Đáy sau cao hơn đáy trước anh chị nhá. Liên tục tạo ra đáy sau cao hơn đáy trước và nó hình thành một cái kênh song song nhỏ ở đây này. Đó.
thì khả năng tiếp theo đó là gì ạ? Đó là thị trường ta vẫn sẽ tiếp tục hồi phục trên cái kênh này. Anh chị nhá, tiếp tục hồi phục trên cái kênh này. Đấy, tiếp tục hồi phục trên cái kênh này. Và nó đang đi trong một cái kênh lớn như này. Đấy. Thì hiện tại đúng không ạ? Nó đã gì ạ? Gần như là nó đã tạo hai đáy trong đến 1 giờ rồi anh chị nhá. Gần như đã tạo hai đáy trong đến 1 giờ rồi. Thì chỉ cần nó gì ạ? Nó cùng lắm là nó test về những cái vùng này. Đấy, những cái vùng này là gì ạ? Vùng 1140 thôi nhá. Cái vùng đáy gần nhất của nó trên đến 1 giờ là vùng 1140 thôi. Là lúc đấy gì ạ? Khi mà lúc đấy nó test về nó bật lên được ấy thì lúc đấy là tín hiệu tạo đáy gần như đã là thành công rồi anh chị nhá. Đã thành công rồi. Đấy là những cái dấu hiệu của chúng ta để chúng ta có thể nhận biết được, đúng không ạ? Chúng ta có thể là nhìn đến ngắn để có biết để biết được cái xu hướng ngắn hạn, đúng không ạ? Nếu 1 giờ này. Đó, nếu 1 giờ. Thì đấy, thì anh chị có thể thấy không ạ? Là chúng ta đã có khá nhiều cái dấu hiệu mà thị trường tạo đáy rồi, đúng không ạ? Thứ nhất là thanh khoản của thị trường cực kỳ thấp ở trong những cái vùng mà thị trường đã tạo đáy. Đấy, đã tạo đáy ví dụ vùng này hoặc là những cái vùng bên dưới này, thanh khoản đều thấp. Chúng ta thống kê được hết, đúng không ạ? Và đấy nó là cái tâm lý đặc trưng rồi chứ không phải là chúng ta nói không có căn cứ, đúng không chị? Nói là phải có thống kê, nói có sách là mách có chứng, đúng không ạ? Đấy, cái thứ hai đó là tin xấu ra nhưng giá cổ phiếu vẫn tăng. Đấy, nhóm chứng chúng ta có BSI, FTS hay là gì ạ? Hay là những cái mã cổ phiếu như là MBS gì ạ? Nó vẫn tăng. Đúng không ạ? Tin xấu ra nhưng giá cổ phiếu vẫn tăng thì nó cho thấy được rằng là cái nỗ lực đè giá cũng như là những cái sự ảnh hưởng tin tức nó không còn quá nhiều rồi. Đúng không ạ? Thứ ba là thị trường của ta đã tạo ra những cái đáy nhỏ ở những cái vùng nến 1 giờ. Đấy, vùng đến 1 giờ với một cái trạng thái khá là tích cực rồi. Đấy. Và cái thứ tư đó là một cái đó là cái số liệu kinh tế ở trong cái bài báo hôm nay thì nó cũng khá là tích cực rồi anh chị nhá. Đấy, đây để em show bài báo đấy lên cho anh chị có thể là nắm nắm rõ hơn. Đây thì anh chị có thể nhìn thấy bài báo này đúng không ạ? Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 ước tính tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Đấy, thì để mà đọc kỹ cái bài này ấy, đúng không ạ, thì nó cũng sẽ có những cái tốt và có những cái không tốt. Thì trong ngắn hạn đúng không ạ, thì khi mà đã có những cái thông tin tích cực như này, đấy, không thông tin tạm thời tích cực như này thì em nghĩ là nó sẽ giúp cho thị trường của chúng ta hồi phục dễ hơn. Đấy, còn nếu mà anh chị đọc kỹ về cái trọng tâm này nhá, trọng tâm của bài báo ấy, thì nó cũng sẽ có những cái điểm gì ạ, điểm tốt và điểm xấu. Đúng không ạ? Ví dụ như là cái việc mà xuất khẩu tháng 9 giảm so với tháng 8 đó là 4,1%. Đấy, giảm so với tháng 8 là 4,1%. Đây, xuất khẩu hàng hóa đúng không ạ? Xuất khẩu hàng hóa này, kim ngạch xuất khẩu hóa giảm 4,1% này. Đấy. Trong bối cảnh bên ngoài nó đang khá là khó khăn nên là cái việc này chúng ta cũng có thể hiểu được thôi, đúng không ạ? Và đây nó cũng là cái trọng tâm quan trọng cho thấy là cái triển vọng của chúng ta ấy, thì nó cũng khá là mù mờ. Khi mà bên ngoài thì cũng chưa biết bao giờ là hết khó khăn. Đấy. Nên là nó cũng khá là khó nói ở trong cái thời điểm hiện tại. Thì đây cũng là một cái gì ạ? Một cái cũng cũng là một cái lo ngại trong tất cả những cái mà ngày hôm nay cái bài báo này nó đưa ra. Đấy, đấy là em chỉ lấy ví dụ một số cái thôi anh chị nhá. Thì khả năng là chúng ta đúng không ạ, trong cái thời gian mà từ giờ đến cuối năm hoặc là sang năm, đúng không ạ? Mà CPI mà nó cũng mà nó có tăng mạnh thì cũng cũng gì ạ? Cũng rất là mệt. Đấy, và hiện tại thì cái việc phục hồi của nền kinh tế thì nó cũng khá là yếu. Đấy, cũng 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 rất là tiêu cực, nhưng mà diện nhưng mà trong ngắn hạn thì khi mà có những cái thông tin này ra, đúng không ạ? Những cái thông tin này ra thì tạm thời là nó chưa ảnh hưởng quá xấu đến thị trường. Đúng không ạ? Thị trường của ta cũng vẫn có thể là hồi phục trong ngắn hạn. Đấy, hồi phục trong ngắn hạn anh chị nhá. Và chúng ta cũng sẽ kỳ vọng về cái việc mà lợi nhuận của những cái doanh nghiệp từ giờ đến cuối năm quý 4 nó tốt lên thì gì ạ, một phần nào đó thị trường của chúng ta nó cũng gì ạ, nó cũng sẽ tích cực đi lên. Đấy, tích cực đi lên. Và với những cái dấu hiệu đó thì chốt lại là chúng ta sẽ gì ạ, sẽ chờ những cái phiên bùng nổ theo đà. Đấy, những cái phiên bùng nổ theo đà của thị trường với những cái dòng cổ phiếu nó gì ạ, nó có cái sự dẫn dắt ở trong cái thời điểm hiện tại. Đấy, thì cái này thì chúng vẫn chưa biết được, đúng không? Vẫn chưa biết được, nó còn phải gì ạ, tùy vào là cái cổ phiếu nào và cái nhóm nào nó có thể dẫn dắt được thị trường cơ. Đấy, nó có thể dẫn dắt được thị trường cơ. Ví dụ như là dòng chứng khoán ấy thì những con FTS hay là BSI đúng không ạ, nó không đủ sức để dẫn dắt thị trường cũng như là tạo hưng phấn cho thị trường mà phải con SSI cơ, đúng không ạ? Nó là một con cổ phiếu lớn, nó đầu ngành, nó thanh khoản to, nó gây được cái sự chú ý đúng không ạ, cho những cái mã cổ phiếu khác ở trong nhóm ngành. Đấy, trong nhóm ngành với lại thị trường anh chị nhá. Hoặc là trong nhóm thép thì chúng ta có Hòa Phát, nó là một cổ phiếu nó gây được cái sự chú ý cho những cái mã cổ phiếu trong nhóm ngành của nó cũng như là toàn thị trường. Anh chị thấy rằng những cái phiên mà Hòa Phát nó tăng mạnh
và nó tăng liên tục xem, đúng không? Thì gì ạ, những con hoa sen với lại nam kim ấy thì nó cũng tăng rất mạnh, đúng không? Nó cũng tăng rất mạnh đấy, và nó còn gì ạ, nó còn hút được gì ạ, cái ánh nhìn của nhỏ lẻ và thị trường đấy, Hòa Phát này, chứng khoán chúng ta SSI này đấy, thì chúng ta cần chờ đợi những cái mã cổ phiếu này nó gì ạ, nó những cái, hoặc là những cái mã cổ phiếu nó tương tự như những cái mã cổ phiếu này để nó diện nó dẫn dắt và nó bùng nổ đầu tiên khi mà thị trường của chúng ta nó có những cái phiên hồi phục tiếp theo đấy, thì lúc đấy thì lúc đấy chúng ta mới tham gia anh chị nhá. Còn hiện tại cái phiên ngày hôm nay thì em có báo anh chị là chúng ta chốt lời 50% những cái mã cổ phiếu chúng ta bắt đáy ở ngày 26 và ngày 27 đấy, thì đối với SSI và VAX và một số mã cổ phiếu như là thép. Ê, nhóm 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 thép hôm đấy em có báo anh chị ngày 27 là diện là những cái mã như SSI, SHS này, VCI và VIX này. Đấy là chứng khoán này. Bất động sản chúng ta có CL, DIX, DXG này, thép chúng ta có hoa sen, nam kim này, thì ngày hôm nay đa phần là lãi hết, đúng không? Đa phần là lãi hết, như là nam kim này bắt ở phiên này này. Đấy. Hoa sen cũng bắt ở phiên đấy, cũng bắt ở phiên này. Hoặc là diện những cái con như DIG cũng bắt ở phiên này. Đấy. Nó cũng lãi và diện đến những con tệ nhất như con VIX thì gì ạ, thì cũng hòa vốn hoặc là lỗ nhẹ một chút thôi đấy, và đa phần là lãi anh chị nhá, đa phần là lãi ở những cái phiên bắt đáy như vậy, thì nó cũng phần nào nó cho chúng ta thấy những cái gì ạ, những cái điểm tích cực của thị trường ở cái vùng này đấy. Thì tạm thời cái chiến lược giao dịch, đúng không ạ, cái chiến lược giao dịch của chúng ta đó là với những anh chị nào chúng ta đang muốn mua mới thì anh chị nên để ý và thăm dò những cái mã cổ phiếu như trên em viết đây, những cái mã cổ phiếu này. Chứng khoán chúng ta có SSI, SHS, VCI và VIX, hoặc là bổ sung thêm hai mã cổ phiếu đó là gì, FTS và BSI. Đấy, FTS và BSI khi mà nó thể hiện sức mạnh rất tốt như này, đúng không? Nó tăng với thanh khoản gì cao hơn như này chứ không phải là nó tăng với thanh khoản thấp, nên là chúng ta không cần quá lo. Đây là những cái phiên test lại MA20 của nó thôi, hoặc là gì, hoặc là BSI này. Đấy, cũng test lại MA20 này rất khỏe này, hoặc là SSI này. Đấy, nó đã gì ạ? Nó đã vượt lên và đang tích lũy trên MA50. Cũng là một cổ phiếu rất tốt, nhưng mà để, đúng không ạ, để mua thăm dò thì anh chị nên mua những con khỏe như là FTS hoặc là BSI đấy. Bất động sản thì chúng ta nên ưu tiên con DIG, đúng không ạ, nó đang tích lũy trên nền đấy, nó đang tích lũy trên nền khá là tốt. Hoặc là một con nữa đó là con DXG, con đất xanh, đúng không ạ, nó cũng đang tích lũy trên nền thì mua thăm dò được với những cái mã cổ phiếu như này nhá, mua thăm dò được với những cái mã cổ phiếu này, hoặc là những cái mã cổ phiếu nó mạnh nhất thị trường ở thời điểm vừa rồi như là con GMD đấy, sang tuần nó chỉ cần test lại thôi, đúng không ạ, test lại đỉnh cũ này là anh chị có thể là thăm dò đấy, có thể là thăm dò mở mua mới 10-20% nhá, hoặc là những con như là HAH cũng vậy, đúng không ạ, cũng có thể là mở mua mới thăm dò khi mà nó đang có những cái dấu hiệu muốn test cung ở đây. Tại sao lại lại là mua mới và thăm dò, đúng không ạ, khi mà chúng ta tham gia một cái trận đánh chẳng hạn thì để mà thăm dò địch nó như nào thì chúng ta sẽ phải cần cử một cái lượng, một cái đội quân nhỏ đi trước đánh, đúng không ạ, đánh nhưng mà có kết quả mà tốt thì chúng ta mới gì ạ, mới xuất quân và chúng ta mới mua gia tăng được chứ đấy. Bây giờ mà cho đi thăm dò mà đội quân đấy nó thất bại thì chả nhẽ chúng ta lại gì ạ, gì chúng ta lại đổ thêm quân vào để càng thất bại, đúng không ạ đấy. Thế đấy là cái việc mà không bao giờ và cũng như là rất ít khi em khuyến nghị anh chị chúng ta mua trung bình giá xuống, đúng không ạ, ít khi, rất ít khi là chúng ta mua trung bình giá xuống, bởi vì một khi chúng ta đã thua rồi, đúng không ạ, thì chúng ta đổ thêm vào chúng ta chỉ có thua kép thôi đấy. Còn và may mắn lắm thì gì ạ, thì cổ phiếu nó mới hồi đấy, cổ phiếu nó mới hồi và lượng hàng của chúng ta lại nhiều hơn thôi, đúng không ạ đấy. Thế nên là rất ít khi là em bảo anh chị mua trung bình giá xuống, cũng như là kể cả chúng ta mua thì gì ạ, ở những cái vùng đáy này chỉ có mua thăm dò thôi, không mua được tỷ trọng cao anh chị nhá, bởi vì thị trường nó chưa tạo ra một cái xu hướng khác, đúng không? Nó chưa có một cái gì ạ, một cái xu hướng tăng mới, nó chưa xác nhận. Để khi nào nó xác nhận thì chúng ta mới mua nhiều. Còn hiện tại thì chúng ta mới mua thăm dò thôi anh chị nhá. Đấy, chưa mua được nhiều. Còn những anh chị nào mà chúng ta gì ạ, đang kẹp hàng ở những cái giai đoạn trước thì em đánh giá gì ạ, thị trường hiện tại nó đang có những cái gì ạ, những cái tín hiệu tạo đáy rất là tích cực suốt từ những cái phiên ngày 26 tháng 9 em có phân tích cho anh chị cho đến phiên ngày hôm nay thì nó vẫn đang tích cực lên và nó chưa xấu đi, nên là cái việc anh chị gì ạ, chúng ta giữ hàng thì chúng ta vẫn nên giữ để gì ạ, chúng ta có thể bán được cái giá tốt hơn khi mà thị trường nó lên đến những cái vùng cản như là vùng 1170 anh chị nhá, thì lúc đấy chúng ta gì ạ, nên hạ 50% với những cái mã cổ phiếu chúng ta đang lỗ ra, còn lại chúng ta cầm để quan sát tiếp đấy, còn lại chúng ta cầm để quan sát tiếp. Còn thị trường có test về gì ạ, có thể lên đến đây và test về vùng 1150 thì cũng là một tín hiệu tốt và chúng ta gì ạ, chúng ta vẫn cần chờ
nó về 150 và nó gì ạ? Nó có bật lên hay không, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta càng vội, chúng ta càng vùng vẫy thì chúng ta gì ạ? Càng lún sâu. Nên là gì ạ? Hãy kiên nhẫn và theo chỉ báo dẫn đường của hệ thống. Đấy, khi mà thị trường nó gì ạ? Nó lên đây và nó test về đây với một cái thanh khoản nhỏ ấy, thì hoàn toàn là gì ạ? Chúng ta có thể là yên tâm anh nhá, hoàn toàn có thể là yên tâm. Đấy, ví dụ như là những cái lúc mà thị trường của chúng ta nó gì ạ? Nó về đến những cái vùng này này thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái khoảng mà nó đi ngang. Đấy, sau đó nó mới dần dần nó hồi phục lên được anh chị nhá. Những cái lúc mà nó tạo đáy đấy, đây có những cái vùng nó đi ngang còn rất lớn nhá, nó tạo đáy xong nhá, nó đi ngang còn rất lớn cơ, sau đầu nó mới tăng đấy. Đây, kể cả sau một cái nhịp giảm này cũng thế nhá. Thị trường này nó cũng sẽ cần có những cái phiên này, anh chị thấy không ạ? 1 2 3 phiên hồi phục này, sau nó vẫn còn test lại cơ mà. Đây. 1 2 3 phiên hồi phục đúng không ạ? Và sau nó vẫn còn test lại, sau đó mới có thể lên được cơ mà, đúng không ạ? Và đặc điểm ở cái vùng này thanh khoản nó rất nhỏ, đúng không ạ? Đặc điểm ở cái vùng đáy này là thanh khoản nó rất nhỏ. Đấy, và nó cũng khá trùng hợp với cái thời điểm bây giờ. Nên là hoàn toàn là chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta nhìn những cái gì mà thị trường nói cho chúng ta. Chứ chúng ta đừng có nghe hô hào nào thì kịch bản này, kịch bản kia, thị trường xấu lắm hay gì, nhưng mà thị trường nó nói cho chúng ta hết, đúng không? Nó thể hiện ra ngoài vận động như này thì chúng ta phải tin nó. Đấy, chúng ta đừng chống lại nó anh chị, đúng không anh chị? Đấy, thế nên là tổng kết lại cái tuần này, đúng không? Em đánh giá là những cái phiên gần cuối tuần này là những cái phiên hồi phục khá tốt của thị trường. Và cái nhịp mà thị trường nó xác định xu hướng và bùng nổ, em đánh giá là nó sẽ đến trong tuần sau anh chị nhé. Nó sẽ đến trong tuần sau. Đấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ hành động chưa muộn. Còn hiện tại anh chị nào có tiền ấy, thì muốn mua ấy, thì cũng như em nói thôi, đúng không? Chúng ta mua bỏ một ít quân đính nhỏ ra, chúng ta thăm dò cái xu hướng. Nếu mà xu hướng nó tốt thì chúng ta bồi thêm, còn không thì gì ạ? Không thì thôi anh chị nhá. Đó, ok. Thì video nhận định thị trường của em đến đây là kết thúc. Và em cũng xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian ra theo dõi video. Và anh chị nhớ nhá, chúng ta hãy bình tĩnh và quan sát xem thị trường nói kể cho chúng ta những cái câu chuyện như nào. Và chúng ta đánh giá cái vận động của nó, chứ chúng ta đừng lên mạng chúng ta xem nào thì xu hướng này, xu hướng kia, nếu thế này, nếu thế kia, và ôi đang xấu lắm hay như thế kia. Tất cả chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải nhìn thị trường và chúng ta quan sát cái vận động và đánh giá cái vận động của nó, đúng không ạ? Đánh giá cái vận động của nó, chứ chúng ta không thể phán bừa được, đúng không ạ? Không thể phán bừa được anh chị nhá. Ok, thì anh chị nhớ xem video, nhớ bỏ ra vài giây để bấm nút like, nút đăng ký cũng như là nút chuông thông báo để có thể nhận được video của mình một cách sớm nhất anh chị ha. Và em cũng xin kính chúc anh chị và gia đình cũng như là các cháu có một cái mùa Trung thu năm nay vui vẻ anh chị nhá. Đầu tư thì có lỗ có lãi, nhưng mà những cái khoảng thời gian dành cho gia đình thì chúng ta vẫn nên bỏ những cái ưu phiền đằng sau cánh cửa để cho những cái niềm vui nó được trọn vẹn anh chị ha. Ok, thì xin chào và tạm biệt anh chị. Bye bye.